Rồi, Autostyle xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm thêm một cái dòng xe Ford Ranger 2023 nha, cùng anh huấn luyện viên chuyên nghiệp. Mình sẽ đi qua 6 bài để mình sẽ bộc lộ hết tất cả những cái tính năng an toàn và những cái sức mạnh của xe Ford mang lại nha. Ok, mình sẽ bắt đầu một bài thứ nhất. Là bài leo dốc cao. Giờ số đề đúng không anh? Mình đi tới ha. Giờ mình nhấn một cầu à, tới ngay dốc được rồi. Rồi, tới ngay dốc của mình gạt cầu. Ok. Đây là bài cầu cao. Rồi. Lên cầu này cũng khá cao nha. Nếu mà có tính năng hỗ trợ của xe Ford thì cũng không quá khó ha. Rồi. Mình sẽ bắt đầu vào gài vô 4L đúng không anh? Mình chuyển về số N đúng không? Đúng rồi, ok. Mình sẽ chuyển về 4L nha. À bấm. Ok. Rồi, 4L. Mình sẽ chuyển mình đâu có chuyển khóa bị sai cột xe lúc này đâu đúng không anh? Không cần đúng không? Ok. Rồi, mình đang chạy chế độ 4L để qua cầu cao nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua là hỗ trợ đổ đèo. Lúc này mình sẽ bỏ chân ra khỏi chân thắng hoàn toàn luôn. Đây các bạn thấy không? Nguyên hệ thống màn hình điện tử của xe Ford. Đầy đủ tất cả những cái chức năng luôn các bạn. Rất thông minh luôn ha. Hệ thiện đầy đủ các thông số của bốn bánh luôn các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bỏ chân ra khỏi chân ga nha, chân thắng nha. Xe Ford sẽ từ đầu từ từ đi xuống rất an toàn luôn ha, dành cho những trường hợp mà chúng ta đi up loss, chúng ta đi vào đường khó hoặc là chúng ta đổ đèo. Chúng ta đổ đèo thay vì chúng ta là vô chân thắng thì sẽ rất nguy hiểm nha, nó sẽ làm cho trái cái bố thắng hoặc là bố thắng nó nóng lên, nó sẽ bị mất kiểm soát. Ở khi này chúng ta sử dụng những chức năng an toàn hỗ trợ của xe Ford, hỗ trợ đổ đèo ha. Còn lên dốc thì chúng ta chỉ cần chuyển về 4L thôi các bạn, thì bốn cái bánh xe nó bám vào sát mặt đường để cho cái việc mà chúng ta lên dốc cao ổn định thân xe hơn, dễ giúp cho chúng ta dễ quan sát, dễ xử lý cái tay lái của chúng ta hơn. Rồi cái bài tiếp theo là cái bài mình sẽ lội nước nha. Khả năng lội nước của xe Ford của mình là tới 850 mm nữa các bạn. Nhưng mà cái bài này chúng ta chỉ lội khoảng 400 mm thôi. Ok, chúng ta bắt đầu bài lội nước. Đây các bạn đi nè, nước sóng sánh vô tới cái biển số luôn các bạn. Nhưng mà trong trường hợp này thì chỉ có mấy 400 mm thôi các bạn, cũng không quá khó đối với dòng xe Ford của mình nha. Rồi, khóa vì sao vì còn sao. Rồi, tiếp theo mình sẽ qua một cái bài độ nghiêng. Bài này tên gì anh? Dốc nghiêng. Dốc nghiêng. Thì khi này chúng ta sẽ kích hoạt cái tính năng là khóa vi sai cầu sau để bốn bánh đồng tốc với nhau, chúng ta qua cái dốc nghiêng sẽ an toàn hơn, ổn định thân xe của chúng ta hơn. Rồi bắt đầu mình vô. Cái xe đang nghiêng các bạn. Rất an toàn luôn ha. Đây khi mà bấm khóa vi sai cầu sau các bạn thì sẽ thể hiện cái ô khóa ở cái cầu sau. Lúc này thì bốn bánh sẽ cùng đồng tốc cùng với nhau.
chúng ta vượt qua vùng địa hình sẽ an toàn hơn. Và đây là cái bài gập ghềnh. Bài gập ghềnh này sẽ xem cái xe ổn định thường ngày nha. Lúc này mình có để khóa vi xe cầu sau hay là mình tắt anh? Để cũng được. Để cũng tắt được, mà tắt được không? Tắt cũng được. Vậy mình tắt thử nha. Ok. Rồi. Mình vượt qua nha. Giữ ga, đạp giữ ga. Giữ ga đều luôn. Rất an toàn luôn ha. Lúc này mình chỉ đang chạy 4 lần thôi các bạn, cũng chưa có tính năng hỗ trợ. Đổ xe nhiều nha, nhưng mà xe ổn định thân ngang cũng khá tốt. Tiếp theo là bài gập ghềnh các bạn. Lúc này xe chúng ta sẽ một bên cao, một bên thấp. Đây. Wow, xe nghiêng thẳng vô bên này hoặc thẳng vô bên kia luôn các bạn. Rồi. Xe sẽ tự động cân bằng cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần giữ thẳng lái thôi. Rất an toàn luôn ha. Đây là trong những tính năng của xe Ford phát triển để giúp cho chúng ta lái an toàn hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển về số N và mình chuyển về 2H nha. Để chúng ta thực hiện cái bài tiếp theo là bài xích sắt nha. Ford đã giúp cho chúng ta lái xe an toàn hơn, xử lý những tình huống khó một cách dễ dàng hơn, chính xác hơn ha. Nếu mà chúng ta mua những dòng xe khác mà không có những tính năng này thì đòi hỏi cái người lái phải có kỹ thuật khá cao, cộng thêm phải có kinh nghiệm lái nữa. Còn đối với những khách hàng mà mới thì cũng hơi là vất vả nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái bài zig zag chạy dưới 30 km/h, đánh tay lái nha. Ổn định thân xe cũng rất tốt các bạn. Ford thì quá tuyệt vời rồi, từ an toàn, tiện nghi, thời trang, giá bán các bạn cũng rất hợp lý luôn ha. Rồi vậy là mình cũng đã kết thúc xong 6 bài của đối với dòng xe Ranger nha. Cảm ơn anh Tài rất nhiều, cảm ơn anh huấn luyện viên rất nhiều đã hỗ trợ em làm clip. Dạ em cảm ơn ạ. Okay. Rồi thì cũng có thêm hai dòng xe Ranger thấp hơn phiên bản quay chắc, đó là Ranger Limited và Ranger XLS ha. Đây mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn xem, đây là phiên bản XLS. XLS này thì chúng ta có hai phiên bản một cầu, phiên bản hai cầu. Thì nhận diện của XLS nó khác một chút xíu đối với phiên bản Limited, đó là cái phần đèn, đèn này không phải đèn chữ C, thì chúng ta có thể nâng cấp qua phần đèn chữ C và cái mặt ga lăng giống như phiên bản quay chắc nha, hoặc là chúng ta có thể nâng cấp thêm cái mặt ga lăng chữ Ford. Cái phần đèn này chúng ta có thể nâng cấp thêm đèn sương mù gầm nha các bạn. Phiên bản XLS một trong những phiên bản best sell của nhà Ranger luôn các bạn. Chúng ta nhìn vào nội thất chút xíu nữa các bạn. Phiên bản tuy là phiên bản XLS thôi các bạn, nhưng mà cũng được nâng cấp luôn là cái màn hình, màn hình 10 inch ha. Cũng rất xịn sò luôn các bạn. Và song song đó là tay lái, vẫn là tay lái trợ lực điện nha. Và có chức năng là chạy xe off-road nè các bạn. Và có 4 chế độ chạy nha: đường tuyết, đường chân trọt, đường gập ghềnh các bạn. Cũng rất là an toàn luôn. Thì chúng ta có thể nâng cấp thêm gì? Chúng ta nâng cấp thêm ghế da nè các bạn. Bạn thấy ha, ghế này là ghế nỉ nè các bạn. Và trần cột ABC nè các bạn. Trần cột ABC, nhìn nó vào là chúng ta bước vào thấy dòng xe hàng chung liền. Chúng ta, các bạn có thể ghé bên mình làm cá nhân hóa, nâng cấp cái dàn trần này, chúng ta chuyển qua da lộn ha. Vô lăng này chúng ta có thể chuyển qua vô lăng đê kết ha. Nhìn cho nó bớt đơn điệu. Bởi bên mình là đơn vị chuyên cá nhân hóa những cái nội thất của xe theo ý của khách hàng nha. Ví dụ khách hàng thích nội thất da theo kiểu style xu hướng của Volvo, của Mercedes hay là của BMW, bên mình đều thiết kế được với chi phí rất mềm các bạn. Với cái phần nội thất giống như vậy, mình thiết kế phần da cho khách hàng theo style cá nhân hóa luôn, chỉ từ 9 triệu thôi nha các bạn. Còn cái trần cột ABC da lộn thì tầm khoảng 8,5 triệu thôi các bạn, giá rất mềm ha. Hàng ghế hai này chúng ta có thể làm trượt điện hàng hai được nha. Tất cả những cái phụ kiện trượt điện này đều có sẵn bên AutoStyle bên mình hết. Đối với những khách hàng mà đang đi dòng xe du lịch 4 chỗ 7 chỗ ha, chúng ta chuyển qua dòng xe bán tải thì cảm thấy hơi cứng một chút xíu, thì cái bài toán cứng này sẽ giải quyết qua cái việc là chúng ta có thể thay
dòng phục BB 51 mà trong những dòng phục AOV cũng được Ford lựa chọn để giới thiệu cho nhà Ford và giữ được, vẫn giữ được cái tính năng bảo hành. Ngoài ra chúng ta có thể thay nhíp luôn các bạn, chúng ta có thể thay nhíp của hàng AOB luôn các bạn, rất tiện luôn ha. Ở phần đèn phía sau thì chúng ta có thể nâng cấp lên phần đèn của phiên bản quay chắc được các bạn, đèn full LED nha. Rồi đây là trong những phiên bản cũng best sell luôn các bạn, chiếc xe Wrangler Limited các bạn. Đây, được cái bộ nhận diện khá đẹp ha. Xe này giá là 830 triệu các bạn, lăn bánh là khoảng 890 ha. Kế là đèn chữ C với mặt ga lăng phía trước y như người đàn anh Wrangler quay chắc luôn các bạn, rất đẹp luôn. Thì xe này cũng còn thiếu một số tính năng, ví dụ như đèn các bạn, đây là đèn LED nhưng mà không có chóa, chúng ta có thể nâng cấp lên đèn bi LED hai cục bi hoặc là ba bi LED 1.8 inch xếp chồng lên nhau cho chúng ta có thể tăng sáng. Khi mà các bạn nâng cấp đèn lên mình, các bạn yên tâm tại vì những chức năng về pha cốt, tự động mở rộng góc chiếu, tự động cao thấp là đều giữ hết như zin luôn nha các bạn, không bị mất tính năng gì hết. Đèn sumo gầm chúng ta cũng có thể nâng cấp đèn bi LED ánh sáng vàng để chúng ta đi đường trời tối tốt hơn nha. Body kit laptop các bạn gắn lên đó là y như laptop 99% luôn. Đối với body kit Wrangler này thì bên mình có tới 3 mẫu rồi các bạn, mẫu body kit Rider, mẫu body kit Vistar, không phải mẫu body kit Rider, body kit laptop và body kit laptop giống 99% nha. Bản Limited này thì được sử dụng mâm 18 inch nha, cùng size mâm với lại phiên bản Wrangler quay chắc cũng tạo điều kiện cho chúng ta độ cũng rất nhiều nha. Rồi chúng ta vào phần nội thất này các bạn. Đây, nội thất của Limited này vẫn là ghế đẩy nha các bạn. Đó, đó các bạn, ghế đẩy trần, chưa phải trần dao động ha. Những vấn đề này chúng ta có thể nâng cấp hoàn toàn tại bên Auto Style mình nha. Đây các bạn, chức năng khóa visa cầu sau, chế độ offload, chế độ độ đều, đó những chức năng này mình đã thử trên dòng xe Wrangler quay chắc ha. Đó, còn có chế độ chạy các bạn 2H 4L nha. Đó, còn rất nhiều tính năng mà chúng ta có thể nâng cấp được cho xe Wrangler các bạn, cũng như phiên bản trước ha, trượt điện hàng hai, hộp ăn qua bốc nha, cảm biến chân ga nó sẽ giúp cho xe chúng ta sẽ bốc hơn các bạn. Chúng ta ra phần đuôi xe chút xíu nữa các bạn. Phần đuôi xe thì chúng ta sẽ thấy không có giống như phiên bản quay chắc nha. Cái này chúng ta có thể nâng cấp được hàng OEM, giải đèn full LED như phiên bản Wrangler quay chắc luôn các bạn. Nhìn từ bên hông chúng ta thấy cái dáng xe rất dài luôn ha, rất to và bề vệ luôn các bạn. Rồi đối với xe Wrangler thì bên mình có rất nhiều tính năng ẩn, nâng cấp update cho xe Ford Wrangler nha. Bên mình cũng chuyên về Ford nên bên mình cũng rất hiểu khi mà chúng ta tháo dỡ những cái chi tiết về Ford ha. Ngoài ra bên mình có những cái chức năng nâng cấp tiện nghi giống như camera 360 cho phiên bản thấp, mâm lốp cho tất cả các phiên bản ha, cảm biến sức lốp, đèn nổ từ xa, trượt điện hàng hai ha, cản trước cản sau offload. Hiện nay luôn Ford họ đã cho đơn vị AOV để nâng cấp những cái chức năng rồi hệ thống treo, hệ thống phục đó, thì đây là một trong những tín hiệu mình thấy rất tốt để chúng ta có thể chơi xe, chúng ta tự tin độ xe, nâng cấp xe mà không ngại vấn đề về bảo hành, xử lý mọi thứ nha. Đó, các bạn có cần nâng cấp xe thì ghé bên mình Auto Style, bên mình chuyên về Ford, ghé vào địa chỉ là số 8 đường 1A khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh. Số Zalo tương tác trực tiếp đối với mình là 0933 586 579. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình nhé, kênh Bùi Văn Dũng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.